Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 26 khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng của tỉnh. Sự hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Để hội nghị đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá và cao hơn so với nhiệm kỳ trước, có 18 trên 20 chỉ tiêu nghị quyết đại hội dự báo đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tiếp tục kiên trì quyết liệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, tăng cường công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy tính tiền phong gương mẫu, gần dân sát dân của cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Những thành tựu đạt được có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, quan trọng nhất là sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2020, các đại biểu đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh Hòa Bình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và dịch bệnh. Song với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy Đảng chính quyền đã tập trung lãnh đạo, điều hành quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ nhịp nhàng giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được đẩy mạnh. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm phát triển. Các chỉ tiêu dự báo khó đạt theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, giải ngân vốn đầu tư công trung hạn được thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các chi đảng bộ cấp cơ sở, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã, tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, nỗ lực xây dựng các văn kiện và phương án nhân sự, các điều kiện để chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.